quý vị và các bạn, sau khi người dân và chính quyền địa phương nhiều lần phản ánh về tình trạng khó khăn trong vấn đề đi lại trên tuyến đường Tiên Hoàng nối Đồng Nai Thượng huyện Cát Tiên. Vừa qua, Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng đã có văn bản chỉ đạo về việc tiếp tục triển khai thực hiện hoàn thành dự án đầu tư nâng cấp tuyến đường này, dự kiến sẽ hoàn thành việc nhựa hóa đoạn còn lại trước Tết Nguyên đán năm 2017, ghi nhận của nhóm phóng viên thời sự. Theo ghi nhận của chúng tôi, sau hơn 2 tuần khởi công lại tuyến đường Tiên Hoàng đi Đồng Nai Thượng, một số hạng mục như hệ thống cống, rãnh thoát nước, san lấp nền đường và hạng mục đầm nén đang được đơn vị thi công là công ty cổ phần đầu tư xây dựng Lộc Phát gấp rút hoàn thiện. Với việc huy động tối đa nhân lực, các phương tiện máy móc, xe cộ, đơn vị thi công cho biết sẽ đảm bảo hoàn thành tiến độ theo đúng kế hoạch. Đường đá thì mùa mưa mùa khô thì cũng vất vả hết, tại vì mùa khô thì nó lại đá nó trồi lên đi nó sàn, nên đi vất vả lắm. Em đến lúc mùa mưa thì nó lại sạt lở, nước nôi trơn ngã lên khúc. Mà bây giờ làm thế này thì dân tình đi này thì đỡ. Được biết tuyến đường Tiên Hoàng đi Đồng Nai Thượng huyện Cát Tiên được khởi công từ năm 2007 với chiều dài trên 18 km. Bằng nguồn vốn đầu tư trên 130 tỷ đồng được huy động từ trái phiếu chính phủ. Mặc dù được triển khai gần 10 năm nay, song đến nay chỉ mới hoàn thành được gần 10 km. Còn lại trên 8 km đoạn cuối tuyến vào trung tâm xã Đồng Nai Thượng vẫn chưa được thảm nhựa. Chính vì vậy dẫn đến tình trạng mưa thì lầy lội, còn nắng thì bụi bẩn, ảnh hưởng nghiêm trọng đến vấn đề đi lại của người dân. Mới đợt trước là mưa gió hay đi khổ sở nhất, bây giờ là bà con là thấy nghe đi là ai cũng bảo là lưu lại đi được hoàn toàn. Theo lãnh đạo huyện Cát Tiên, trước đây do khó khăn trong nguồn vốn giải ngân nên sau gần 10 năm tuyến đường vẫn không thể hoàn thành. Người dân cùng với chính quyền địa phương đã nhiều lần kiến nghị lên các ngành chức năng. Vừa qua, Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng đã có văn bản về việc tiếp tục triển khai thực hiện hoàn thành dự án đầu tư nâng cấp tuyến đường Đồng Nai Thượng huyện Cát Tiên. Theo kế hoạch, tuyến đường này sẽ hoàn thành việc nhựa hóa đoạn còn lại trên 8 km trước Tết Nguyên đán năm 2017. Thực ra cái tuyến đường Tiên Hoàng Đồng Nai Thượng đã được thi công trước đây. Tuy nhiên do nguồn vốn trái phiếu chính phủ bị gián đoạn, do vậy trong năm 2015 và 2016 không được bố trí vốn để tiếp tục thi công với cái khối lượng là còn hơn 8 km còn lại. Cái tuyến đường này nối liền từ cái xã Tiên Hoàng đến cái xã Đồng Nai Thượng, có thể nói đây là mẫu xã cuối cùng của tỉnh Lâm Đồng hướng về phía nam. Với hơn 8 km đường còn lại chưa được làm thì việc đi lại của nhân dân là hết sức khó khăn, đặc biệt là trong cái mùa mưa lũ. Thì trước tình hình đó, vào ngày 25 tháng 10 2016 thì Ủy ban Nhân dân tỉnh cũng đã có chủ trương tiếp tục triển khai thực hiện cái tuyến đường này và dự kiến cái hoàn thành cái tuyến đường này vào trước Tết Nguyên đán 2017. Có thể nói đây là một tín hiệu rất đáng mừng mà được bà con nhân dân trên địa bàn huyện nói chung cũng như trên địa bàn xã Đồng Nai Thượng hết sức phấn khởi. Là tuyến đường huyết mạch từ xã Đồng Nai Thượng nối Tiên Hoàng ra biển xuống trung tâm huyện Cát Tiên, sau khi dự án hoàn thành sẽ có phần quan trọng trong sự phát triển kinh tế, văn hóa xã hội của địa phương. Đặc biệt đối với xã Đồng Nai Thượng là một trong những xã nghèo, với trên 90% hộ dân là đồng bào dân tộc thiểu số. Vậy là sau 10 năm ròng rã, cuối cùng con đường khổ ải một thời đối với người dân Cát Tiên sắp hoàn thành. Năm mới 2017 này, có lẽ người dân Cát Tiên sẽ vui hơn khi được đi lại trên con đường 10 năm này. Cuối năm 2013, Sơn khăn gói về nhà với ý tưởng xây dựng một cơ sở.